Rồi tại sao mình chọn cái ứng dụng để cho cái bước đi đầu tiên? Và mình sẽ phân tích cho các bạn về game và ứng dụng. Bởi vì mobile app nó gồm có hai loại, loại game và loại ứng dụng. Thì game, tại vì sao mà mình không thể là bắt đầu vào game được? Bản thân của mình thì rất là yêu thích về làm game, rất là yêu thích về artist, về game. Nhưng thì đây là một cái câu chuyện của Quốc Anh thì mới bắt đầu thì mình cũng trải nghiệm và thử làm game thì cũng rất là fail, nó không đáp ứng được. Và sau đó mình cũng có gặp tất cả các bạn bè làm MMO, tất cả các team làm game thì hầu như tất cả các bạn đều fail ngay cái vòng đầu tiên. Bởi vì sao? Cái vòng đời của con game rất là ngắn ngủi ha. Download một cái con game về và chơi cho đến năm này, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác được, đúng không? Thế cái vòng đời game nó gỡ game ra rất là nhiều. Và cái quá trình mình sản xuất ra game thì rất là tốn kém và mất thời gian. Tất cả những cái character, những nhân vật trong game, những cái item thì tất cả những cái đó chúng ta làm mới hoàn toàn và không nên copy. Cho nên về cái chi phí và cái thời gian sản xuất rất là tốn kém và chi phí marketing rất là cao trong cái việc là sản xuất game. Nhưng mà thực chất như vậy nó không phù hợp cho những người mới thôi. Chứ nếu mà các bạn đã có cái nền tảng về làm, có kinh nghiệm làm mobile app rồi thì các bạn có thể là nhảy vào game sau cũng được. Nhưng ban đầu thì mình sẽ khuyên các bạn chân thực đó là nên làm ứng dụng đi. Làm ứng dụng có nghĩa là cái các bạn phân tích như thế này, cái vòng đời của một ứng dụng rất là lâu dài. Các bạn sử dụng một cái app calendar, cái app note hoặc là app về money manager, quản lý chi tiêu hàng ngày, tất cả những cái loại app đấy, tiện ích đấy thì hầu như khi các bạn cài vào trong ứng dụng của mình rồi thì rất là ít gỡ ra, đúng không? Mình có giữ lại cái giá trị đó, giữ lại cái ứng dụng đó, dùng có thể là từ cái giá trị vòng đời của nó từ 3 đến 5 năm. Đó, cái quá trình sản xuất và tối ưu thời gian rất là nhanh, đưa ra sản phẩm rất là chất lượng đấy. Và cái chi phí marketing cũng rất là thấp trong cái việc là chạy quảng cáo, marketing và phát triển ứng dụng. Thì đó là những cái ưu và những cái nhược điểm của cái game và app, và chúng ta nên chọn cái hướng nào để bắt tay vào làm đầu tiên và bước chân vào cái con đường mobile app này cho nó có điều kiện thuận lợi hơn. Thì đây là những cái mình muốn chia sẻ cho các bạn về vấn đề.